chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn và gia đình một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm nay thì Nam Thu tiếp tục chia sẻ với các bạn về vấn đề nóng bỏng về cây mai các bạn ha. Đây là cái cây mai là một cái đề tài rất được nhiều bạn quan tâm đến, comment đến để nhờ Nam Thu tư vấn như là cách chăm sóc lá mai á. Thì như các bạn biết rồi thì Nam Thu đã hứa với các bạn là mỗi một tháng Nam Thu sẽ làm một cái clip hoàn chỉnh để chia sẻ cho các bạn, nhắc nhở các bạn để bón phân cho cây mai. Thì hôm vừa rồi Nam Thu cũng đã làm clip rồi, chia sẻ các bạn rồi cũng là cách bón phân cây mai. Thì mỗi một tháng thì các bạn chỉ cần bón hữu cơ em nó một tháng một kỳ là đủ rồi. Là ngay cái thời kỳ này thì mình chỉ cần mình dưỡng lá cho tốt. Trước khi làm cái clip này thì Nam Thu xin lỗi các bậc tiền bối, các nhà vườn ha. Tại vì Nam Thu chỉ làm, Nam Thu chỉ chơi tài tử cho vui thôi. Đồng thời khi mà mình đạt được cái sự thành công thì Nam Thu cũng muốn chia sẻ cho các bạn mới tập chơi để bước vô cái nghề chơi để mà chăm sóc, khỏi phải mất công thời gian của các bạn là mò mẫm. Tại vì khi đạt được những cái thành tựu thành công như hôm nay thì Nam Thu cũng mất khá nhiều thời gian, thì Nam Thu không muốn các bạn mất thời gian phí như thế. Thì các bạn biết rồi, khi mà cây mai thì nói phải nói là quăng đâu rồi sống đó thôi, nhưng mà muốn cho cây mai thì nó có bông đúng vào dịp Tết mình thì mình phải đòi hỏi có một chút kỹ thuật mình chăm sóc cho em nó phù hợp và hăng. Mà muốn cho cây mai nó nở được cái nở bông đúng Tết thì cái điều quan trọng nhất là cái lá của nó. Các bạn phải giữ cho cái lá của nó đủ cái màu xanh của lá, nó không có rụng sớm. Tại vì nếu các bạn không chăm sóc kỹ là cái lá mai nó dễ bị nhiễm bệnh. Nó rụng lá, thì khi mà cây mai nó rụng lá thì trường hợp là lá nó yếu các bạn, nó không có khỏe, nó không có dày, không có chắc á, thì lá nó yếu nó sẽ rụng vào cái tầm mà khi mà bước vô cái tháng 10, mà khi mà khí trời mà thời tiết mà giao mùa nó hơi se lạnh á, là trong miền Nam là cây mai nó rụng lá hàng loạt. Và đồng thời khi mà cây mai nó rụng lá rồi thì các bạn biết điều gì sẽ ra. Đương nhiên cây mai rụng lá thì nó sẽ kích cái nụ mai nó phát triển, nó sẽ nở sớm trước Tết. Thành ra cái điều quan trọng nhất là mình giữ được cái bộ lá mai cho xanh, cho tốt, cho khỏe bà ha. Nhưng mà muốn giữ được lá mai xanh thì nó cũng đòi hỏi các bạn có biết một số về đặc tính của cây mai cũng như là bệnh về cây mai. Như các bạn biết rồi, đây là cây mai tứ quý đây bạn. Mai tứ quý là cái loại mai này nó sống rất là khỏe, hầu như là nó không bị bệnh gì, mà nó có bông bốn mùa đó quanh năm tháng mấy không. Đây có thể các bạn thấy cây mai tứ quý của Nam Thu không, mà bông đỏ ối quá trời đỏ, rất là đẹp ha. Nhưng ở khế bên cây mai vàng bị rất là nhiều bệnh, nhưng mà hắn ta không bao giờ hắn ta bị bệnh. Đó là cái đặc tính của cây mai tứ quý. Còn cây mai vàng của mình chăm sóc vào mùa này á, thì nó khi mà khí trời mà nóng lên rồi á, thì cái nhiệt độ vào trời nó cao, nó có tầm khoảng chừng 37 độ trở lên, thì nó dễ phát sinh về cái bệnh mà cháy lá của cây mai. Nhưng mà cháy lá của mai là các bạn, là nhiều bạn nghĩ là do cây mai là nó bị khí trời nó nóng nó cháy, thì xin thưa với các bạn hoàn toàn không phải đâu các bạn. Nó dưới một cái độ nóng phù hợp với khí hậu miền Nam này, cây mai nó không bị cháy lá đâu. Mà nó cháy lá là nó bị do nguyên nhân khác, nguyên nhân cũng như là cháy lá thì bạn có xác định nó có hai loại bệnh ha. Một cái loại bệnh là cháy lá trên lá non mà nó co vấp lại các bạn, đó là bị bọ chỉ hay nhện đỏ hút nhựa nó. Để Nam Thu đi xem coi có cái nào nó bị nhện không, hay là nó có bọ chỉ, thì Nam Thu chia sẻ các bạn thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn ha. Đây thì cái mai mình không có các bạn, tại vì Nam Thu thường xuyên Nam Thu phun thuốc ngừa cho nó đó, cho nên nó không bị. Các bạn lưu ý một điều là cái mai mà nếu mà những ngọn lá mai nó ngon non như thế này mà nó bị cuốn mép các bạn, nó bị kiếm mép, nó trái nó xoắn gì nè, là nó bị bọ trĩ, thì bạn có thể là dùng thuốc thì Nam Thu đã chia sẻ rồi, nó có rất là nhiều thuốc để diệt bọ trĩ. Các bạn có thể là dùng Jamida, hay là dùng Copidol, hay là dùng Geren. Đó là ba loại thuốc mà Nam Thu thường sử dụng mà thấy là rất là hiệu quả. Còn các bạn có những cái dùng tỉnh thì không có, thì các bạn có thể tìm những cái loại thuốc mà đặc trị tương đương ha, để mình phun mình điều trị cho nó. Ngoài ra những cái bệnh bọ chỉ, bệnh nhện đỏ tấn công vô lá mai thì nó còn một cái bệnh nữa, cái bệnh âm thầm nó phá cây mai mình, nó làm cho cái lá mai mình nó bị mỏng, đồng thời nó làm cho lá mai mình nó bị cháy lá, nó làm cho lá mai nó bị rụng sớm cái thời hạn. Ví dụ như mỗi một lá mai vậy là cái chu kỳ của nó có thể là 4-5 tháng nó mới già đi, nhưng mà khi mà nó bị nhiễm nấm rồi chỉ cần một tháng sau lá nó già, lá nó rụng, cây mai chịu lỗi không còn mẹ gì hết trơn đó. Thành ra các bạn phải chú ý để mình diệt trừ phòng bệnh cho hữu hiệu các bạn ha. Thì việc cái nấm mai là cái bị nấm trên mai á, thì nó có loại như là nó bị bệnh là thắng thư nè, nó bị bệnh rỉ sét nè, bị bệnh nấm hồng nè. Nói chung là những cái bệnh đó thì nó dây dẳng, nhưng mà mình điều trị, mình biết cách phòng ngừa thì mình điều trị cũng tốt lắm các bạn.
được một cái là 3-4 loại bệnh về nấm, á thì các bạn chỉ cần dùng một loại thuốc các bạn trị là hết, chứ không phải như là trừ sâu có thuốc sâu, rầy có thuốc rầy, hay bọ chỉ có thuốc bọ chỉ, nó phiền phức. Nhưng mà riêng về nấm, bệnh về nấm thì các bạn chỉ cần các bạn sử dụng cái thuốc là cốc 85 ha, hay là ăn viên. Ăn viên thì ngoài ra có một số loại thuốc tương đương mà thấy Năm Thu á, thì Năm Thu có sử dụng cái loại cốc 85 thì Năm Thu thấy nó rất hữu hiệu, thành ra mình cứ tiếp tục mình xài cái loại đó. Đây cốc 85 đây Năm Thu chia sẻ các bạn, đây là cái bịch cốc 85 đây. Cốc này thì ngoài thị trường nó bán hầu như là ở đâu cũng có, gói 20g họ bán chỉ có 10.000 hay 12.000 gì bạn, nó rẻ như mà cho không á. Thì khi các bạn dùng thuốc này, Năm Thu lưu ý chia sẻ với các bạn, tại vì nhiều bạn rất là bối rối khi mà sử dụng cái loại thuốc cốc này. Thuốc cốc này tại xin thưa các bạn, thuốc cốc này nó thuộc loại là gốc đồng mà ha, nó rất là nóng, thành ra khi mà những cây mai mà nó có lá non á thì các bạn nên chờ cho nó già chút đi. Như bạn thấy không, cây mai của Năm Thu đây nè, cây mai ly rượu huyền thoại của Năm Thu nè, lá nó rất là mưng mởn. Nhưng ngay thời điểm này Năm Thu không bao giờ Năm Thu phun cốc đâu, tại vì lá nó còn non quá, mà bạn phun cốc nó dễ bị héo lá, thành ra các bạn nên chờ vài ngày cho cái lá nó già, cái lá nó xanh nó sậm lại, lúc đó các bạn phun cũng chưa có muộn ha. Thuốc này thì các bạn nếu mà pha liều lượng á, các bạn nên pha 2g trong 1 lít nước các bạn phun vô cây mai. Nếu mà phun thì tốt nhất Năm Thu khuyên các bạn là nên phun vào buổi chiều, tại vì khi mà cái hàm lượng thuốc là nó vô cây mai nó sẽ làm cho lá mai nó nóng, nó rất là nóng mặt, nó nóng lá mai. Sau mà qua một đêm thì cây mai nó sẽ thích nghi dần dần, là ngày hôm sau nó sẽ đỡ hơn. Nếu các bạn thì phun vào buổi sáng sớm mà gặp những cái lá mà nó non mưng mởn như thế này là đảm bảo với các bạn là lá mai nó sẽ khô lại, nó khô nó cong lại. Nếu mà khi mà gặp trường hợp mà lá mai nó khô cong thì bạn xử lý bằng cách nào, thì xin thưa các bạn thì cách duy nhất các bạn xử lý của nó là thôi, là cứ mỗi một buổi sáng á, các bạn nên phun nước lên nè, Năm Thu ha, cứ sáng phun lần lần nè, phun cho nó giữ ẩm, cho nó mát cái lá nên đỡ bị khô. Chiều các bạn thấy nó còn khô quá thì phun thêm buổi chiều nữa, cứ mình phun vậy chừng 2-3 ngày thôi là cây mai nó sẽ thích nghi dần dần với cái lượng thuốc nó nằm trên cái lá nó. Tại vì cái thuốc cốc này thì các bạn biết là nó bám vô lá chặt lắm, nó sẽ làm cho cái lá nó bị nóng mà bị khô cái lá đó. Từ từ cái mai thích nghi thôi. Phun trị bệnh nấm trên lá mai thì các bạn phải điều trị từ từ và dây dẳng. Nếu mà trường hợp mà cây mai các bạn mà nó không có bị thì các bạn vẫn phải phun ngừa ha, cứ 3 tuần các bạn phun ngừa một lần. Nếu các bạn thấy trường hợp lá mai nó non quá thì các bạn nên pha loãng thuốc một tí cũng không sao. Đây cây mai huyền thoại nè, cái cây mai này hôm trước mà Năm Thu đã chia sẻ hạt giống, đây là mai dảo thơm mà hạt giống đi phát tán khắp bốn phương trời, là gieo hạt giống khắp bốn phương. Hôm vừa rồi tỉa thì có một số bạn thì nói ông này ổng bị điên rồ sao rồi, cái mai của ổng là cái mai sao mà sống được khi mà Năm Thu cắt ngọn, Năm Thu xả tàn vào thời điểm mà nóng nhất của cái xứ Sài Gòn này. Tại vì khi mà giữ hộp cho nó thì đương nhiên Năm Thu có giữ lá cho hộp nó chín, và hộp nó chín rồi nó bước sang tháng 2, các bạn hầu như là giữa tháng 2 là Năm Thu bắt đầu tỉa, bạn thấy không, cắt chùi lỗi mà sau đây chưa đầy 2 tháng mà cây mai nó sẽ bừng mở như thế này đây. Cũng không có gì, nếu mà mình cây mai thì nhiều bạn cứ nghĩ là cây mai khí hậu mà nó nóng quá thì cây mai nó không phát triển, cây mai nó cháy lá. Thì xin thưa với các bạn một lần nữa là nắng không phải nắng làm cháy lá đâu các bạn ha, mà làm cháy lá mai là do cái bệnh về lá thôi. Bệnh về lá thì nó có 2 loại bệnh tiêu biểu. Cái loại bệnh là do bọ trĩ ha. Sâu rầy thì dễ rồi, sâu rầy cái mùa này hình như Năm Thu ít thấy sâu rầy tại nắng quá không thấy. Sâu rầy vào cái tầm mùa khi mà mát mát, cái trời vô dịu mát mát thì sâu rầy nó tấn công nhiều. Còn cái mùa này Năm Thu chỉ thấy hình như là toàn là bọ trĩ. Thứ nhất là bọ trĩ, cái thứ hai là bệnh nấm về lá thôi. Đó, hai cái thứ đó mình nếu mình biết cách điều trị thì nó cũng là dễ. Năm Thu thì cũng không có chuyên ngành về chơi mai, hay không phải là mình chuyên về mình buôn bán. Thành ra Năm Thu cũng cái vấn đề mà kỹ thuật là chăm sóc mai, Năm Thu cũng có một số vấn đề hạn chế. Thành ra khi mà Năm Thu biết cái gì, Năm Thu chia sẻ cái nấy để cho các bạn cùng nhau để mà trải nghiệm cho vui ha. Thì cốc này thì các bạn nếu mà pha thì nếu mà nhà vườn á, người ta có bình người ta pha thì rất là dễ, tôi pha số lượng nhiều á, trong đây nó có ghi nè bạn, nó ghi đâu nó tiêu rồi trời, 40g cho 16 lít nước. Họ rất là dễ khi mà cái túi này họ pha vô cái liều nước nó rất là dễ. Còn bình á, anh em mình chơi rồi 1-2 cây á, bởi vì mình pha 1g 2g thì nó rất là khó cái liều lượng á. Nhiều khi các bạn pha loãng quá thì nó thuốc nó không có công dụng. Các bạn mà pha đậm quá thì nó dễ bị cháy lá. Nếu một cốc như vậy đó thì Năm Thu có một cái muỗng như thế này đây muỗng đây. Năm Thu cũng mình có một cái muỗng nhỏ các bạn, đây cái muỗng nhỏ nó mất tiêu rồi trời, đất coi muỗng nhỏ mà lấy cô không lên nữa. Đây cái muỗng này là muỗng này nó là 1g các bạn, các bạn thấy không, khi 1g thuốc á
1 gram thuốc là nó dành cho cái muỗng này những cái thuốc nhẹ, còn thuốc nặng, thuốc cốc thì các bạn chỉ cần lấy một muỗng vuông mình lên tâm thu, nghĩ nó đủ 2 gram rồi. Tại cái thuốc cốc tâm lâm này nó có cái cốc đồng, cái nồng độ đồng giống thì nó hơi, thuốc nó hơi nặng chút xíu, thành ra khi các bạn chỉ cần pha một muỗng vuông mình lên, một muỗng 1 gram mà vuông cao lên vậy là mình có thể pha cho một bát nước mình phun cây thoải mái các bạn ha. Sau khi mà các bạn diệt cốc rồi, phun cốc định kỳ cho cái lá mai rồi thì các bạn tiến hành là phun thuốc để các bạn dưỡng lá các bạn ha. Muốn một cây mai xanh tốt như thế này nó đòi hỏi có một lượng đạm rất là lớn thì cây mai nó mới xanh tốt được. Tại vì ngay thời điểm này các bạn phải chăm sóc cho cái lá mai nó càng xanh tốt chừng nào càng tốt chừng nấy, để cho nó có đủ sức để nó nuôi nụ nó. Khi mà tiến hành vào tháng 6 thì năm tôi sẽ chia sẻ các bạn là mình bỏ phân hóa học để mình kích thích cho nó dưỡng nụ. Muốn dưỡng nụ tốt thì các bạn phải có một cái mai thật là khỏe mạnh, thật là tốt. Thì ngoài cốc 85 ra thì đó là nó diệt nấm các bạn. Diệt nấm thì năm thu chỉ thường dùng để tăng cái lượng đạm bón vô lá nó. Tại vì bạn biết rồi, phân vô cơ á, là nếu các bạn bón vô gốc nhiều thì nó sẽ hại cây, nó sẽ làm cho cây bị rễ bị khô, đồng thời cây mai nó chậm phát triển. Thành ra năm thu chỉ sự lựa chọn của mình ha. Năm thu lựa chọn cái thằng đầu trâu 501 ở đây. Đầu trâu 501 và nó có hàm lượng NPK là 30 15 10 rồi các bạn. Năm thu phun cho nó mỗi một tuần phun một lần mà, thấy không? Mỗi một tuần phun một lần mà nếu mà cây mai của bạn mà thấy nó quá xanh tốt và nó quá tốt quá đến mức độ mà nó nhảy đốt á, có hiện tượng nhảy đốt thì các bạn cứ giảm dần. Thay vì mỗi tuần các bạn phun một lần thì các bạn kéo dài thời lượng nó ra, là các bạn có thể là phun trong 10 ngày một lần hay 2 tuần một lần mình đi giảm dần. Nhưng mà thấy cây mai mà lá nó hơi vàng chút xíu, và vàng do nó suy, do nó thiếu đạm thì các bạn tiếp tục các bạn dùng nè. Có những bạn thì thích dùng Atonic hay các bạn thích dùng rót á, thì mỗi một người có một cách sử dụng phân khác nhau, thì năm thu cũng không có ý kiến gì trong vấn đề đó. Thì tùy các bạn, nếu các bạn thấy cái chăm sóc cái loại phân nào nó hữu hiệu, nó có kết quả thì mình cứ tiến hành mình chăm sóc ha. Thì bạn thấy đó, năm thu chăm sóc lá mai đây là cái thành quả khi mà mình chăm sóc được những cây mai mình nhờ cái những loại thuốc rất đơn giản, rất là rẻ tiền. Cái hũ này 30.000 hũ, 25-30 dĩa năm thu quên rồi. Còn cái bịch tóc thì 10.000 bịch, phun miệt vài sương gió luôn. Bạn nào thích tắm tắm luôn cũng không sao, để rề phải có lo gì bạn ha, thấy không? Nói cho vui thôi, các bạn phun này vô người là kể như là tẩu quả chăm ma là tới túi hẻo luôn á. Phun này các bạn nên có trang bị cho mình ha. Tại vì khi mình phun vào buổi sáng thì nó không có gió, nhưng mà ngược lại buổi sáng nó sẽ dễ làm bị cháy lá. Còn buổi chiều các bạn phun thì cây năng còn cây hơn, nhưng mà gió các bạn nên có chừng ha. Mình ăn mặc đồ cho bảo hộ cho mình đi, phun để mình né tránh nó ra. Mình tránh ra để nó văng vô người mình cũng không hay lắm. Ba cái thuốc này, ba cái thuốc kích thích không có tốt gì đâu. Đây, rồi thấy cây mai không? Mai vỏ khô mà thấy cái ngọn nó mừng mỡn ha. Thấy cái ngọn này cái tự nhiên cái thèm ăn cái gì, cái bánh xèo bạn. Bánh xèo lá cách, lá cách ăn bánh xèo, thấy ngọn mừng mỡn dễ thương không? Nó rất dễ hơn. Mình chỉ cần sử dụng những cái loại phân bón, những cái loại thuốc trừ đó đúng thời điểm rất là hiệu quả. Mình không cần dùng những thuốc hoại đắt tiền hay không cần nhiều đâu bạn. Nếu bạn phun nhiều thì nó sẽ có tác dụng ngược lại ha. Đây cây mai huyền thoại, cây mai ly rượu huyền thoại. Bởi vậy cái ly rượu của mình lúc nào cũng xanh tốt như vậy, thành ra mình có sức khỏe để mình nhậu nhiều. Nếu không có sức khỏe nhậu nhiều nông thôn nghĩ cái cây mai ly rượu nó cũng còi cọc theo chủ của nó. Thấy thất thích bạn, có thể là cây mai không đụng hàng, không giống mai hết. Đấy không? Thôi giờ đến đây năm thu cũng chia sẻ với các bạn cái vấn đề là khi mình sử dụng những cái phân cốc 85 hay là những cái loại phân khác để sử dụng cho cây mai ha. Đến đây thời lượng của chương trình cũng khá dài, cũng giả là chẳng có gì để mà nói về vấn đề là lá hoa lá cành nữa. Thôi năm thu xin nói lời chia tay cùng các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Nếu các bạn thấy video phù hợp thì nhấn like ủng hộ tinh thần nhân thông của các bạn ha. Rồi bye bye các bạn.